Hòa trong không khí hội nhập mạnh mẽ của cả nước, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã và đang ngày càng phát triển trên mọi phương diện để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Hưởng ứng cuộc vận động, Công an Nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và năm thanh niên 2011, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức rất nhiều các hoạt động bổ ích và giàu ý nghĩa như góp sức ủng hộ các chiến sĩ Trường Sa do Học viện phát động, tổ chức hội trại thanh niên, phong trào nhóm học viên tự quản. Tuy nhiên, hoạt động được đón chờ nhiều nhất chính là cuộc thi Sinh viên Cảnh sát Thanh lịch Học viện Cảnh sát Nhân dân lần thứ 2. Tiếp nối thành công của hội thi Sinh viên Cảnh sát Thanh lịch được tổ chức lần đầu tiên năm 2009, cuộc thi đã trở thành một hoạt động thường niên của Học viện, là nơi tôn vinh tâm hồn, trí tuệ và vẻ đẹp của sinh viên cảnh sát. Đoàn Thanh niên Học viện, chúng ta tổ chức cái hội thi Sinh viên Cảnh sát Thanh lịch trong bối cảnh rất là đặc biệt. Tất cả chúng ta đều biết Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các lực lượng vũ trang chúng ta đang tổ chức thực hiện cuộc vận động rất là sâu rộng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là trong năm nay thì lực lượng công an dân chúng ta cũng tổ chức thực hiện rất nhiều cuộc vận động, trong đó có một cuộc vận động cực kỳ quan trọng, đó là cuộc vận động Công an dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống. Và đối với khối học viên thì chúng ta đang tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, đó là giáo viên chủ nhiệm mẫu mực, học viên chuyên cần, lớp học kiểu mẫu. Vì vậy chúng ta tổ chức và trực tiếp là đoàn thanh niên tổ chức của hội thi Sinh viên Cảnh sát Thanh lịch, tôi cho rằng đây là một biện pháp hữu hiệu để tổ chức có hiệu quả cuộc vận động Công an dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, cũng như là cuộc vận động của học viện là giáo viên chủ nhiệm mẫu mực, học viên chuyên cần, lớp học kiểu mẫu. Và thông qua cái hội thi này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc học tập, rèn luyện và tham gia các cái mặt hoạt động nhà trường để xây dựng học viện ngày càng lớn mạnh. Và cái mục đích của chúng ta là từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo để đáp ứng được cái yêu cầu của hoạt động thực tiễn chiến đấu của lực lượng công an dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng trong tình hình hiện nay. Và cái thứ hai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như là cái hành động cụ thể của sinh viên trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, đặc biệt là văn hóa ứng xử theo điều lệnh công an dân và văn hóa ứng xử của sinh viên trong các lĩnh vực hoạt động học tập, rèn luyện, vui chơi. Đây là một trong những nội dung chúng ta đang tập trung giáo diết tổ chức chỉ đạo thực hiện. Và một cái điều rất quan trọng nữa là hiện nay đoàn thanh niên ta cũng có rất nhiều hoạt động để chào mừng cái năm thanh niên và kỷ niệm 43 năm ngày thành lập học viện, cho nên thông qua hội thi này sẽ thúc đẩy các mặt công tác nhà trường, đặc biệt là cái hoạt động học tập rèn luyện của sinh viên chúng ta, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học. Với ý nghĩa như vậy, tôi hy vọng rằng là cái hội thi này sẽ được tổ chức thật là chặt chẽ, sôi nổi và đem lại hiệu quả thiết thực. Hội thi thực sự là sân chơi bổ ích cho tuổi trẻ Học viện Cảnh sát dân. Văn hóa ứng xử. Nhận được sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, ban tổ chức quyết định sẽ mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng cuộc thi, đưa sinh viên cảnh sát thanh lịch năm 2011 thực sự trở thành một phong trào sôi nổi, thiết thực trong toàn học viện. Con số gần 200 bản đăng ký dự thi được gửi về ban tổ chức là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của hội thi năm nay. Để lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất xuất hiện trong đêm chung kết, các liên chi đoàn đã lần lượt tổ chức hội thi ở cấp liên chi. Với sự đầu tư công phu trên mọi phương diện, sáng tạo trong cách tổ chức, cả năm đêm thi của các liên chi đoàn đều gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự độc đáo, lôi cuốn trong nội dung chương trình cũng như nét tự tin và phong cách chuyên nghiệp của các thí sinh. Rất nhiều khách mời đặc biệt như ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ Duy Khoa, Miết Văn hóa Khánh Chi đã tới ủng hộ và góp phần làm cho không khí của cuộc thi sôi nổi hơn bao giờ hết. Ban tổ chức đánh giá cao sự sáng tạo, nỗ lực của ban chấp hành các liên chi cũng như sự đầu tư luyện tập và chất lượng các thí sinh của cuộc thi năm nay.
Sau 5 đêm trình diễn, 8 cặp thí sinh, 16 gương mặt xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết sinh viên cảnh sát thanh lịch Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2011 đã xuất hiện. Trước khi đến với buổi tối quan trọng này, họ đã được trải qua rất nhiều hoạt động thú vị như tham gia hội thi điều lệnh, chụp ảnh ngoài trời, học kỹ năng trang điểm, kỹ năng trình diễn trên sân khấu và đi thăm hỏi, tặng quà, giao lưu với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ba Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tất cả những hoạt động này đều được xây dựng dựa trên những tiêu chí của cuộc vận động Tôi là đoàn viên Học viện Cảnh sát Nhân dân do Ban chấp hành đoàn trường phát động. Ban tổ chức mong muốn, thông qua các hoạt động phong phú này, mỗi thí sinh sẽ tự hoàn thiện bản thân, thêm tự tin để tỏa sáng trong đêm chung kết ngày hôm nay. Đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi là sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía các nhà tài trợ như Công ty Liên doanh Phát triển Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mỹ phẩm Ngọc Vũ, Kama, Áo cưới Quyên Nguyễn, Áo dài Thiên Vân, Báo Thị trường, Báo Sinh viên Việt Nam và Tầm tay.vn. Hãy cùng chúng tôi làm quen với các cặp thí sinh trước khi đến với phần trình diễn của họ trên sân khấu chung kết Sinh viên Cảnh sát Thanh lịch Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2011. Chào tất cả các bạn. Mình là Phạm Bá Bình. Mình là Vũ Lan Anh. Chúng mình đến từ chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội. Chúng mình rất vinh dự đại diện cho Liên chi đoàn khóa 3 tham dự cuộc thi sinh viên cảnh sát thanh lịch. Số báo danh của chúng mình là 01. Hãy chờ xem chúng mình sẽ mang đến cuộc thi điều bất ngờ gì nhé. Xin chào tất cả bạn. Mình là Nguyễn Phan Anh. Còn đây là bạn đồng hành với mình. Xin chào, mình là Lê Thị Thu Hiền. Chúng mình cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi đại diện cho toàn thể các đoàn viên khóa D36 tham dự vào Liên thi chung kết sinh viên cảnh sát thanh lịch năm 2011. Và chúng mình đến đây mang theo một thông điệp, đó là thể hiện sự công minh, năng động và nét đẹp thanh lịch của sinh viên cảnh sát. Đây thực sự là một sân chơi rất bổ ích, là cơ hội để thể hiện cho chúng mình thể hiện tài năng và bản lĩnh trên sân khấu. Số báo danh chúng mình là 002. Các bạn hãy cổ vũ chúng mình nhé. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn. Tôi là Phạm Quang Dũng. Và tôi là Dương Quỳnh Mai. Chúng tôi đến từ chi đoàn B1D35, chuyên ngành cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đối với chúng tôi, hội thi sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân lịch năm 2011 là cơ hội quý báu để chúng tôi thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình, cũng là điều kiện để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết của các học viên học viện. Chúng tôi rất được vinh dự và tự hào được đại diện cho tôi số 50 bạn sinh viên khóa B35 tham dự hội thi sinh viên cảnh sát nhân dân lịch năm 2011. Các bạn đừng quên hãy bình chọn cho tôi nhé. Số báo danh 03. Đó là nơi lạnh giá nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương. Mình đến tham dự cuộc thi sinh viên Học viện Cảnh sát Thanh lịch còn có một người bạn đồng hành nữa. Nhưng cậu ấy đâu rồi nhỉ? Chúng mình cùng đi tìm cậu ấy nhé. À, cậu ấy đây rồi. Chào các bạn, mình là Lê Việt Hải. Chúng mình đến từ lớp B11D35 chuyên ngành cảnh sát điều tra trật tự cao. Chúng mình mang số báo danh 04. Mình chào các bạn nhé. Bà, tên tôi là Cung Ho, lớp B4, đến 23 Lào, đây là bạn của tôi. À, xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Sòn Phát Sợi, sinh viên lớp B4, D23 Lào. Vâng, chúng tôi rất vinh dự và tự hào được đại diện cho đoàn lưu học sinh Lào tham dự cuộc thi sinh viên cảnh sát thanh lịch năm 2011. Các bạn hãy bình chọn cho tôi nhé, mang số báo danh 005. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Lê Thị Hương và đây là người bạn đồng hành của mình. Mình là Đỗ Nam Sơn, chúng mình đến từ chi đoàn B1D34, chuyên ngành cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Mình và Sơn rất vinh dự được đại diện cho khóa D34 tham gia cuộc thi sinh viên cảnh sát thanh lịch năm 2011. Số báo danh của chúng mình là 006. Các bạn hãy bình chọn cho chúng mình nhé. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Vũ Minh Hằng, là học viên lớp B2 Liên Thông 25. Còn đây là người bạn đồng hành của mình. Mình là Bùi Sinh Công, mình đến từ lớp B1 Liên Thông 25. Chúng mình rất vinh dự và tự hào được là đại diện cho học sinh hệ liên thông đến với cuộc thi sinh viên cảnh sát thanh lịch năm 2011. Các bạn hãy bình chọn cho chúng mình với mã số 007. Xin chào các bạn, tôi Nguyễn Văn Điệp, đây là bạn đồng hành của tôi. Tôi là Nguyễn Thị Đăng Giang, chúng tôi đến từ chi đoàn B4 chuyên ngành cảnh sát kinh tế, đại diện cho khóa D36 tham dự cuộc thi sinh viên cảnh sát thanh lịch năm 2011. Mã số của chúng tôi là 008. Các bạn hãy bình chọn cho chúng tôi nhé. Xin chào.